Chào nha, chào nha. Rồi, ok nè, để quay nè. Ok, hôm nay ngày 30 tháng 7 năm 2022, nhằm ngày 2 tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần. Xin chào Unity nhá. Đây là Đen và Minh, người đồng sáng lập ra Ballad, nơi mà bạn đang ăn nhờ ở đậu á. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Lẹ anh em. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, vỗ tay đây. Thì nhân dịp mà bạn Ti tròn 1 năm ngày làm streamer trên nền tảng Nemo, anh em The Ballad có một món quà nhỏ nhỏ gửi đến bạn. Đó là những lời chúc tốt đẹp nhất. Hy vọng là công việc và tương lai của bạn sẽ luôn sáng lạn giống như cái làn da của mình nè bạn. Đặc biệt là bạn nhớ giữ gìn sức khỏe để mà nuông chiều cái hợp tác xã của bạn nha. Cảm ơn bạn Ti trong thời gian qua đã cùng đồng hành với anh em Ballad. Hy vọng trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ có thêm nhiều kỷ niệm đẹp và nhiều tiếng cười hơn nữa. Love you my friend. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay, love you, love you. Bắn tim đi, bắn tim. Ông già, vỗ tay ông già. Cố gắng nha ông già ơi. Đừng chết nha ông già. Ông già ơi. Hello chú Bảy. Mừng ngày chú Bảy đã livestream được 1 năm. 1 năm qua với nhiều thăng trầm cùng nhau phát triển. 1 năm cũng không dài, cũng không ngắn để kể ra được nhiều thứ. Cũng không biết nói gì hơn thì tụi con xin chúc chú Bảy luôn thành công, hạnh phúc trên con đường mình đã chọn. Mọi người luôn ở đây để ủng hộ cũng như đồng hành cùng chú Bảy. Uy tín. Sủi cảo. Một lần. Hello, xin chào chú Bảy và anh chị em trong hợp tác xã. Được biết là hôm nay kỷ niệm 1 năm chú Bảy livestream trên Nemo TV. Thì Avan chúc chú Bảy có được nhiều sức khỏe, luôn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết để có nhiều nội dung hấp dẫn, cống hiến cho anh chị em hợp tác xã nói riêng và cộng đồng viewer nói chung. Chúc cho công việc của chú Bảy ngày càng phát triển, thuận lợi, gặp nhiều may mắn và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Uy tín sự cả một lần. Hello chú Bảy, con là fan của chú Bảy đây nè. Con đã nghe cụ Mỹ nhắc rất nhiều về chú Bảy rồi. Nhưng mà năm đó cụ Mỹ bận không có kịp chúc mừng chú Bảy, thì bây giờ con thay mặt cụ chúc cho chú Bảy là chúc mừng kỷ niệm tròn 1 năm livestream của chú Bảy nha. Chúc chú Bảy luôn khỏe mạnh, luôn vui tươi và đặc biệt là luôn luôn giữ deadline nha. Con mong mọi điều tốt đẹp và may mắn sẽ đến với chú Bảy. Uy tín sủi cảo một lần. Mới con chúc chú Bảy ăn ngon chóng lớn, ngày càng đẹp trai, thương quá cười nhiều hơn. Yêu chú Bảy nhiều. Chúc chú Bảy sinh nhật vui vẻ. Uy tín suy cảm một lần. Yo, hello ông già. Chúc mừng ông già đã livestream trên Nemo được 1 năm. Con chúc ông già luôn thành công trong công việc, vui vẻ và nhiều sức khỏe. Xong. Bye ông già. Uy tín sủi cảo một lần. Hello A Thòng, người bạn thân thiết nhất của anh ở trong GTA, người bạn anh tin tưởng nhất nhưng cũng hay lừa anh nhất. Anh nghe nói rằng là 15 tháng 8 này sẽ là tròn 1 năm kỷ niệm em stream đúng không? Anh không chuẩn bị được quà, nhưng mà anh gửi được một lời chúc đến em. Anh mong em sức khỏe và bình an, có nhiều đam mê hơn trong công việc để mang được lại nhiều niềm vui và tiếng cười hơn cho các bạn xem, các bạn hâm mộ em. Bên cạnh đấy thì cũng mong cho gia đình nhỏ của em luôn hạnh phúc và mọi người đều khỏe mạnh bình an. Uy tín sủi cảo một lần nha. Chào mọi người trong hợp tác xã cũng như các khán giả của chú Bảy qua màn ảnh nhỏ. Mới đâu mà đã 1 năm rồi, tôi cứ tưởng là mới tháng trước không à. Thời gian trôi qua nhanh quá là nhiều. Thì 1 năm qua chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện vui, chuyện buồn nè, trải qua rất là nhiều hôm sủi cảo. Thì tôi không biết chúc gì hơn là chúc những năm tiếp theo, phải gọi là những năm tiếp theo tại vì 1 năm không đủ.
Chúc những năm tiếp theo thì chú Bảy vẫn đem lại tiếng cười cho khán giả của mình, cho những người trong hợp tác xã cũng như những người xung quanh, và đặc biệt là uy tín sủi cảo một lần. Hôm bữa tôi nghe tụi nhỏ nói là kiếp này mà thất hẹn là kiếp sau làm chú Bảy nè. Hy vọng năm sau không nghe người ta đồn cái tin đó nữa, nghe không? Nói chung là chúc mừng chú Bảy và các bạn trong hợp tác xã. Hello, xin chào chú Bảy và anh em hợp tác xã nha. Chú Bảy, nếu mà thấy con ngồi đây thì chắc chú Bảy đã đoán được lý do tại sao mà lại có video này rồi, đúng không? Ừ, đoán được thì thôi, video xin kết thúc tại đây. Bye bye chú Bảy, bye bye anh em nhé. Nói giỡn thôi, chứ hôm nay là ngày đánh dấu cột mốc 1 năm làm việc của chú Bảy, đúng chưa? Làm stream ấy. Ừ, thì con xin chúc chú Bảy năm sau sẽ là 1 năm đạt được nhiều thành tựu hơn, có nhiều viewer hơn, và sẽ có nhiều content đỉnh hơn nữa, cũng như là chúc anh em hợp tác xã ngày càng đoàn kết và vững mạnh hơn để hỗ trợ chú Bảy trong công việc này. Ok, bye bye chú Bảy nha. Chúc chú Bảy năm mới phát tài. Bye bye. Chúc mừng chú Bảy 1 năm stream nha. Năm mới bùng nổ, uy tín sủi cảo 1 lần. Chúc mừng chú Bảy đã livestream được tròn 1 năm. Một năm tuy không dài nhưng mà chúng ta đã trải qua rất là nhiều những cái vui buồn cùng nhau, và bọn con hy vọng là sẽ còn rất là nhiều năm nữa được đồng hành cùng chú Bảy ở bên cạnh và ủng hộ tất cả mọi dự định mà chú Bảy định làm. Nhưng mà con đoán là chú Bảy sẽ không nhận ra con là ai đâu, nhưng không sao, uy tín sủi cảo 1 lần. Chúc mừng chú Bảy. Nhi hảo là chúc mừng chú Bảy nha. Nhân dịp 1 năm chú Bảy livestream thì cá xin được chúc chú Bảy kênh càng ngày càng phát triển hơn, và cộng đồng của hợp tác xã càng ngày càng phát triển, và cũng rất là vui mà khi được biết và làm quen chú Bảy. Nói chung là cái thời gian mà cá khó khăn nhất thì được tiếp cận và được làm việc cùng chú Bảy. Chú Bảy đã truyền cảm hứng cho cá rất là nhiều. Chú Bảy tuy hơi dơ một tí nhưng mà sống hết mình với đam mê. Cảm ơn chú Bảy rất là nhiều và chúc kênh càng ngày càng phát triển. Kính chào chú Bảy, tại hạ là Tôn Ngộ Ghê Hà, đến từ Thủy Liêm Động Hoa Quả Sơn. Hôm nay nhân dịp chú Bảy livestream tròn 1 năm, tại hạ chúc cho chú Bảy phước như đồng hải, thọ tỷ Nam Sơn, đại nghiệp ngày càng thăng tiến, và uy tín sủi cảo 1 lần. Các công dân ở trong thành phố này mà, bởi vì ai mua thì ngồi cũng bán thôi. Thậm chí mấy lụi muốn mua mấy lụi viết lên ngồi sẽ chốt lên. Yo, chúc mừng chú Bảy 30k sub, yo. Wow. 30k, bất ngờ. Congratulations. Thành công. Cảm ơn mấy lệ, cảm rồi, ơn mấy lệ. Cho mọi đứa 1k. Anh mừng thôi. Vậy cái bó hoa xong rồi gì chưa vô 1k rồi. Chúc mừng, có tâm chúc. Đúng rồi đó. 10 giây cuối. Anh em thường chủ quan nha. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ rồi. Thông báo rồi kìa. Yeah. Hát một bài, trời ơi, Nguyễn còn nhớ nữa hả? Người ta đang lừa mà. Wo ai ni you qi fei, wo yi wei bu yi, wo yi ai ku ya yan zai, tao wo ni xin.